Kính mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Hai giọt nước, tác giả Hoa Nhật Nam, do Ngô Huy diễn đọc. Thịnh thất vọng đến đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Bên ngoài mưa đã nhẹ hạt, thỉnh thoảng có cơn chớp lóe lên làm sáng rực cả một góc trời. Từ trên mái hiên của khách sạn, từng giọt nước mưa chậm rãi rơi đều, giọt sau nối tiếp giọt trước. Chúng rớt xuống chạm phải nền xi măng bên ngoài cửa sổ, vỡ tan. Chiều nay Trung không lên được, con hắn bị sốt phải đưa vào bệnh viện. Sau khi lấy phòng xong, Thịnh mới nhận được điện thoại của hắn. Đã lỡ nói với Hồng đêm nay đi công tác không về, Thịnh đành phải ngủ lại khách sạn Hải Vân một mình. Đứng được một lát, Thịnh thở dài, mở cửa phòng đi xuống dưới lầu. Chàng vào phòng phục vụ ăn uống của khách sạn, đứng cạnh quầy rượu. Bác cho cháu ly cà phê đen. Bác Nam, chủ nhân của khách sạn, nhìn Thịnh rồi nói: Tối rồi, cậu uống cà phê ngủ được sao? Dạ, cháu quen rồi, đêm nào không uống lại ghiền, đâm ra không ngủ được. Bác Nam cười nhẹ: Thiệt là lạ nha. Hồi trước á, tôi cũng có một người khách lạ lùng như cậu vậy đó. Cứ mỗi lần tới đây đó hả, buổi tối là ông phải uống một ly cà phê đen rồi mới ngủ được. Thịnh nghe bác Nam nói thế cũng cười theo. Vậy mà cháu cứ tưởng đâu cháu là người duy nhất chứ. Bác Nam vừa pha xong ly cà phê mang tới quầy cho Thịnh. Bác nhìn chàng thở dài rồi nói tiếp: Tiếc là ông ấy bị tai nạn. Ông chết với người bạn trai trên đỉnh Gió Hú đó, cách đây nửa cây số. Thịnh bỗng thấy tò mò. Dạ bác nói bạn trai? Ừ phải, hai người đó là hai người đồng tính luyến ái. Nhưng cả hai đều có vợ con. Họ yêu nhau từ trước nhưng không được lập gia đình và không được xã hội chấp nhận. Cho nên sau khi cưới vợ, họ đành phải lén lút thỉnh thoảng lên đây gặp nhau nè. Ồ, hai người đó đã thổ lộ cho bác biết về cái mối quan hệ của họ hả bác? Mặc dù tôi đã đoán được, nhưng lúc đầu họ đâu có dám nói. Sau này, tới khi mà biết tôi có một thằng em trai cũng là người đồng tính luyến ái và cũng có nỗi khổ giống y như họ vậy đó, tới lúc đó hai người mới dám tâm sự với tôi đó chứ. Ồ vậy, vậy gia đình họ có biết không hả bác? Biết, bởi vậy mới bắt họ cưới vợ. Nhiều gia đình vẫn còn nghĩ đồng tính luyến ái là một căn bệnh tâm lý, chỉ có cưới vợ thì mới trị dứt được. Cũng giống như ba má tôi vậy, ép thằng em tôi cưới vợ, cuối cùng nó tự tử chết mất. Chuyện hai người đàn ông bác nói xảy ra đã lâu chưa bác? Ơi cũng gần 20 năm rồi. Lúc đó tôi cũng mới tới vùng hẻo lánh này để mở khách sạn Hải Vân. Có tờ báo cũ đăng về cái chết của họ đó. Tôi cắt ra rồi treo cạnh mấy cái bài báo khác ở trên tường kia kìa. Thịnh chậm rãi đứng lên tìm đọc. Đây rồi, bài báo viết về cái chết của hai người đàn ông trung niên trong đêm 15 tháng 10 năm 1987. Tim Thịnh bỗng nhiên đập hụt đi mấy nhịp. Đêm đó cũng là đêm ba chàng mất, cách đây 20 năm. Rồi bất chợt Thịnh nhớ lại những câu trả lời không giống nhau của người lớn mỗi khi chàng hỏi về cái chết của ba chàng. Bà nội chàng thì bảo ba chàng chết trong lúc công tác ngoài Bắc. Còn mẹ chàng thì nói ba chàng chết trong một đêm bạo bệnh bên cạnh bà. Riêng ông nội chàng thì luôn luôn tỏ ra bực bội mỗi khi chàng thắc mắc. Ông cụ bảo chuyện cũ quá rồi, đừng nhắc tới làm gì.
Thịnh hồi hộp, bắt đầu đọc bài báo trên tường. Càng đọc, Thịnh càng thấy xúc động, tay chân run rẩy. Rõ ràng một trong hai người đàn ông kia chính là ba ruột của chàng. Tên tuổi và cả ngày sanh tháng đẻ không thể nào có sự trùng hợp kỳ lạ như thế. Thịnh ngồi xuống ghế, mặt không còn một chút máu. Có lẽ nào ba chàng cũng là người đồng tính luyến ái như chàng. Bác Nam đang bận làm đồ ăn cho khách. Lúc quay sang thấy Thịnh ngồi ngơ ngẩn, bác hỏi có vẻ quan tâm. Cậu có khỏe không? Sao mặt cậu xanh quá vậy? Thịnh bình tĩnh trở lại, hỏi vội. Bác có biết hai người đó có con cái gì không bác? Một người có hai đứa con gái, còn người kia có một thằng con trai. Năm đó đâu nó cũng được 6 tuổi. Người có thằng con trai là người mà hồi nãy tôi nói với cậu là cũng thích uống cà phê đen vào buổi tối đó. Buổi tối ổng hay xuống đây ngồi uống cà phê rồi kể chuyện thằng nhỏ cho tôi nghe. Rồi bác Nam buồn buồn kể tiếp. Phải chi mà đêm đó ổng nghe lời tôi khuyên thì đâu có xảy ra chuyện. Đêm đó bác đã khuyên ổng điều gì thưa bác? Thì buổi chiều đó, trước khi lên đây, cái thằng nhỏ nó bị sốt. Ổng nóng ruột con nên nửa đêm muốn về chợ. Tôi khuyên ổng là đừng có đi, mưa to gió lớn lắm, lái xe Honda qua đỉnh gió hú nguy hiểm dữ lắm. Lúc đó họ chưa có làm con đường tắt này, thành ra nếu muốn xuống chợ đó thì phải đi qua đỉnh gió hú. Trời ơi, đường đèo quanh co lại không có đèn. Hơn nữa, trên đỉnh cao gió mạnh, có thể thổi bạc xe. Thấy ông ta nhất định đòi về nên người bạn trai cũng đòi đi theo. Vì vậy đó mà khi tai nạn xảy ra, cả hai người đều chết. Thịnh lầm lũi trở về phòng. Khóa cửa xong, chàng thẫn thờ bước tới cửa sổ, nhìn ra ngoài trời. Qua màn đêm, sau những cơn chớp sáng rực, Thịnh cố dương mắt tìm xem đỉnh gió hú đang ở nơi nào. Chợt chàng đưa mắt nhìn xuống, những giọt mưa vẫn tiếp tục rơi đều trên nền xi măng bên ngoài cửa sổ. Giọt sau nối tiếp giọt trước, từng giọt chậm rãi rơi xuống, vỡ tan.